Rồi các tình yêu nhớ là mọi người nhớ chia sẻ cho em, tại hôm nay rất là nhiều siêu phẩm và em sẽ ưu tiên chốt siêu phẩm cho những khách hàng chia sẻ like nhá. Con váy đang cầm trên tay cũng là một siêu phẩm. Hôm nay toàn siêu phẩm thôi, hôm nay khui hai kiện cho mọi người liền. Thế là mọi người nhớ là chấm bài cho em Lan nhá. Hôm nay rất là nhiều váy đẹp luôn. Con hồng này, ôi này, đấy con này size M, zoom size M. Mọi người nhớ chấm bài cho em Lan nhé, để em lên đồ này. Hôm nay nhiều váy kinh khủng mọi người nhá. Này, đó con yếm bò thế này cho em. Cái này bị rách rồi chị Tuyết. Rách à? Ngoài chốt là hàng đi rồi. Chốt ở đâu? Rách. Cánh tay là đây à? Vâng. Rách. Ấy rồi đấy. Rách ở đâu? Tim rồi đây. Làm gì rách thì? Có bị chị làm sao đây, bị rách không nào? Sao chị nói em không nghe rõ? Không vinh được mọi người. Có bị rách đâu, bạn này làm sao đây? Ồ, váy bị rách. Váy này bị rách á? Rách đâu, chắc là cái ấy, cánh tay kia. Đâu, có bị rách đâu. Chắc là nhìn thấy cái cánh tay chưa khi. Kiểu Milan là chị hay là Milan? Chị loay hai máy đấy. Đây là Milan. Có zoom, rồi bắt đầu chốt hàng luôn này. Ưu tiên chốt siêu phẩm cho những khách hàng chia sẻ like rồi nhá. Hôm nay không la lên đâu. Đó, hôm nay không la lên, hôm nay chỉ like váy thôi mọi người nhá. Em sẽ ưu tiên chốt hàng cho những khách hàng chia sẻ like này. 100.000 mã số 115. Mã số 115 100.000. Rồi tiếp theo này. Mã số 145, 70.000 size L. Cái này bầu bí con cho em được này. Mã số 145 cho em. Mã số 145, 70.000 size L. Mọi người chia sẻ thì mới được chốt nhá. Đâu thế? Chị đang ở bên nào? Có xanh lên cái nào đậu lâu quá. Một một năm chốt cho Bích Ngọc. Một linh tám này. Con này là dáng baby doll cho em mọi người nhé. Baby doll này 89.000 mã số 108. Một bốn năm của chị Hoài Tít. 89.000 mã số 108. Hôm nay nhiều váy đẹp cực kỳ luôn nhá mọi người nhá. Hôm nay nhiều váy đẹp cực kỳ luôn cho em. Này ghim cái này ở tay đi không nhầm này. Rồi con zoom size M cho em Lan nhá. Một con zoom size M 50 cân đổ lại. 50 là 52 cân. Chốt cho em zoom hồng nhá. Zoom hồng giả váy này. Zoom hồng 79.000. Zoom hồng 79.000. Đây này, bầu bí bao chen được con này nhá. Con này size L, bầu bí bao chen được.
58 cân quay đầu dáng dài này. Hôm nay có nhiều mấy con à, rất nhiều mấy em kiểu Vinva Zoom của Phương Vinva, Thảo Vinva. 105 hoa chốt đó. 108 hoa chốt đó. Rồi, vôi cá này, chất siêu dày dặn, 60.000 mã số 37. 60.000 mã số 37. Mã số 37 60.000. Trời ơi, con 108 quá đẹp mà không ai chốt con 108. Tại không ai chốt 108 nhá. Chốt cho mi đen đi. Rồi con này mi đen của Thu Duyên, 52 cân quay đầu này. 52 cân quay đầu này. Mã số 43 này, 89.000. 89.000 mã số 43 nhá. Ai lấy mã số 43 chốt cho em mã số 43, 89.000. 50 cân thôi. Con này đẹp kinh khủng như ở nhà này. Đó, con này đi mua nhà khác 280. Hôm nay em lên nha. 43 của Nguyễn Thanh Xuân. Hôm nay em lên Facebook em thấy một bà bán mấy cái con váy vintage em hay bán. Toàn 700.000, 800.000 thôi. Đắt kinh khủng luôn. Đây con này đẹp này, 50 cân quay đầu nhá. Xinh giá man, giá ngắn này. 80.000 mã số 133. 80.000 mã số 133 này. Một ba ba của Trần Thị Thu Trang. Đây này, cái váy này là có bà bán 500.000 đây này. Con này mặc lên sang chảnh bộ đồ nhá. Đấy, dáng của nó dáng. Con này hàng hai lớp cho em. Dáng kiểu vintage mọi người nhá. Vintage vintage em không biết đọc. Rồi 89.000 mà số 105. Đi mua nhà khác con này 500.000 các chị nhá. Kể cả hàng si thì mọi người mua nhà khác cũng con này tầm 500.000. 53 cân quay đầu mà số 105. Tay lớ nhá. Này. Mà số 105, nếu mà ai chuyên hàng si thì biết con này cực đắt nhá chị nhá. 105 cho em. Của Nhi Phạm. Ừ. 53 cân quay đầu này. Nhi Phạm á? À? Hay Gen Phạm? Mờ á, làm gì có mờ luôn nhỉ? Em chốt hàng kiểu đấy, lần sau chị không chốt cho em nữa đâu Nhi Phạm nhá. 105 chốt cho người khác đi. Gen Phạm này, chốt hàng xong hủy. Lần sau đừng chốt. Gen Phạm. Bao nhiêu? Chốt hàng kiểu đấy là lần sau không chốt. Chốt mà hủy là lần sau không chốt. Váy đã mặc hết rồi. Đây này, một con váy hoa như này cho em. Dáng 3 tầng ở 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu. Cực phẩm cho em, 99.000. Mà số 180. Hôm nay nhiều váy đẹp lắm rồi ạ. Nhận được tiền của chị Trương Thanh. Rồi, 99.000. Váy 3 tầng cho em Lan. Váy hôm nay đẹp lắm. Không hỏi nhiều. Váy hôm nay quá đẹp. Chốt là cứ chốt hủy là sao em không chốt được đâu mọi người nhá. Chốt chân chắn về sản phẩm của mình lấy đi. Này một con váy nhá. 180 của Rút Tô Dâu. Em ơi cái đấy dài tới đầu gối mà em còn chê ngắn nữa. Rồi con này này, khoét lưng 52 cân quay đầu. Lên con ren trắng à. Đội tí lên ren trắng bây giờ. Cái này là siêu phẩm nhá. Đó, cái này như kiểu là hàng thiết kế cho em. Bản lưng nó sẽ là như thế này. Tầm khoảng 52 cân quay đầu này. 2 dây 70.000 cho em. 2 dây 70.000. Tầm 52 cân quay đầu nhá. Con này hàng thiết kế cho em này. Hàng thiết kế nhá. Có 2 dây trắng mà. Hôm nay nhiều đồ lắm, mọi người cứ bình tĩnh đi. Đây, gen 3 tầng đây. Gen 3 tầng tầm khoảng 55 cân đổ lại.
55 cân đổ lại. Gen 90.000 nhá. FML mặc vừa hết. Đó, chốt gen 90.000. Này, trời ơi đẹp quá. Gen 90.000 cho em. Của Đoàn Huyền. Gen 90.000. Nguyên nhớ cái đơn nào mà gọi thường xuyên không lên máy được một chốt cho nào nhé. Mai cái gì mai hả? Mai cái gì mai mà? Rồi lên với em baby doll này, cực phẩm nhá chị nhá. Mã gen của Trần Thị Thu Trang. Cái này có thắt đai cho em này, có thắt đai này, có thắt eo này. Ra tới đầu gối có thắt eo các chị nhá. Này, rồi chỉ có hàng si mà còn những con này thôi. Trần Thị Thu Trang theo ta sao này, đẹp chưa? Rồi. Hai Trần Thị Thu Trang ấy. 137. 99.000 mà số 137. Con này đẹp quá. Có bo eo cho em này. Trần Thị Thu Trang 238 nhá, 128 nhá, 144. Mã số 137. 99.000. Ok. Nhưng mà em nhận được tiền của chị Lan chưa? Ủa con này đẹp quá. Mọi người đi mua con này người ta bán 350. Này, hàng hiệu Lucky này. Đây một con hàng hiệu này. Đó, Only. Đẹp quá. Có bo eo này. 37 của Thu Duyên. Mỗi người chỉ cần chốt một cái thôi. Chốt ít nhưng đừng bom là được. Trắng size S này, 69.000. Mai cái gì mai cơ mà. Trắng size S 69.000. Trắng size S 69.000. Lưu cái số đưa đấy vào. Hệ không lưu mai cái kia lại đặt hàng tiếp. Gọi nó không nghe. 4 đơn tuyệt hoàn về. Trắng 69.000 size S. Đấy là cố tình rồi. Lầy thật. Trắng của Như Quỳnh Nguyễn. Thanh niên đấy là lầy rồi. Quá lầy luôn. Này con này đẹp chưa. 50 cân quay đầu. 89.000 mà số 152 này. 89.000 mà số 152. Tầm 52 cân các chị nhá. Đây này. Con này đẹp nhờ. Trời ơi váy hôm nay đẹp quá. Này. Đó. Rất là xinh nhá. Bao đẹp bao rẻ quá tình yêu. 102 89.000. Váy mặc bán rồi nhá. Váy mặc bán rồi. Đây là một con dài này. Con này dáng của nó xinh lắm. Tầm 50 cân, dài tới đầu gối nhá. Cái kiểu này các chị sang sao mặc con này mới đẹp. Yếm bò chưa tình yêu ơi. Rồi 60.000 mà số 55, 50 cân đổ lại. 50 cân đổ lại 60 mà số 55. Có cái đơn Ngọc Thuyền mà. Hay cái đơn gì mà chọn suốt ngày gọi không nghe máy nhỉ. Hương bảo đấy. 155 này. Bọn này đéo ghim những cái khách đấy vào. Cuối cùng cứ chốt cho nó rồi lúc đó. Mọi người xuất hàng kèm số điện thoại nhá. Năm mươi cân đổ lại chốt cho em bi 60.000. Bi 60.000. 55 cân đổ lại chốt cho em bi 60.000. Bi 60.000. 55 cân đổ lại. Yếm bò size M 89k. Yếm bò size M 89.000. Ai lấy yếm bò cho em yếm bò size M nhá. Yếm bò size M 89.000 này. Khách không cho số bỏ khách cho số đi. Cuối nay này có mà đến sáng mai luôn nhá. Mọi người không cho số là xem chốt hàng nhá. Chốt hàng lưu. Kèm theo số điện thoại cho em các chị nha. Mọi người cứ chốt hàng như thế em không thể chốt cho các chị được đâu. Yếm bò của Nguyễn Thanh Xuân. Rồi 50 cân đổ lại này. Hoa cho em 50.000 này. 47 cân đổ lại. Hoa 50.000 xa lách nha. 47 cân đổ lại chốt cho em hoa 50.000 này. Rồi size L bầu bí bon cho em thoải mái. Mà số 101 này. 89.000 mà số 101.
89.000 mà số 101 này. Mã hoa của Như Quỳnh Nguyễn 89.000 mà số 101. FML vừa nhá, cái này dáng suông. Đó. Nó thế như thế này. Không nhìn thấy chị chốt yếm bò đâu. Tôi có cái này size L, dáng hơi xòe cho em Lan này. Con này là 155 hay 120? Biết. Mà hai người chốt lằng nhằng mãi không xong cái đâu. Mã số 82 size L 79.000. 101 của Hà Nguyên. Con đấy bao tiền? 59. Nào con đấy còn gì nữa? Mã số 82 này size L này. 79.000 nhá. 79.000 mã số 82. Ủa. 52 cân quay đầu con này nhìn này. Đó, chốt cho mà trắng 89.000, 52 cân quay đầu. 52 cân quay đầu nhá. Chốt cho mà trắng 89.000. Trắng 89.000 nhá, 52 cân quay đầu. Váy đang mặc bán rồi nhá. Trắng 89.000, 52 cân quay đầu. Trắng của Vũ Thị Loan. Rồi hai dây hoa này. FML vừa nhá. Chốt cho em con này 2 dây 60.000. 2 dây 60.000. Đó, 2 dây 60.000. Mươi 45 cân quay đầu, chốt cho em theo 69k này. Theo 69.000, 45 cân quay đầu. Chốt cho em theo 69.000. Hai dây của Kim Phượng. Trời ơi. 60 cân quay đầu, con này to quá. Zoom nhá. To kinh khủng luôn mọi người ạ. To lắm, bây giờ em không bán đâu. To quá. Rồi, chốt cho em hai dây kẻ 60.000. Theo của Thanh Thảo. Hai dây kẻ này. Size S thôi, hai dây kẻ size S 60.000. Hai dây kẻ size S 60.000. 50 cân đổ lại này. Đen chế vai 70.000 này. Ok này. Tờ cho xem đen này. Hai dây kẻ của Phạm Huỳnh Hương. Đen chế vai 70.000 nhá. Con này mặc xinh xắn cực kỳ, chất kiểu chất hàng thiết kế cho em. Đó, cho xem hai dây đen này. 70.000. Nó có shop 1-2 con kiểu sơ mi siêu phẩm như này, rất là xinh. Đó. Sơ mi này em bán 89.000 cho các chị nhá. FML vừa hết. Chốt cho em sơ mi 89.000. FML vừa hết cho em. Sơ mi 89.000, FML vừa hết. Đen của Phạm Ngọc. Đó, 50 cân đổ lại. Mã số 118 50.000. 118 50.000 nhá. Ai lấy chốt cho em 118 50.000. 118 50.000. Sơ mi của chị Hoài Tít. Rồi size L tiếp, một con sơ mi đen của Hàn này. Đó, sơ mi đen 70.000. Sơ mi đen 70.000 của Hàn nhá, size ML mình vừa cho em. Chốt cho em sơ mi đen. 118 của Linh ở đây. Chị Hoài Tít ơi, con này đẹp quá chị Hoài Tít ơi. 50 cân quay đầu này. 118 của bé Điệu. 70k mà số 112 này. Con này đẹp lắm các chị nha. Chốt lệ nhanh con này cho em. 112 bao nhiêu tiền? 70.000 mà số 112, tầm 50 cân này. Đó. Rất là xinh và có bao eo này. Đường eo có thì co giãn thoải mái cho em. Sơ mi đen của Hà Mon này. Hàng Mon này. Bên đây cái ghế này là đây.
112 của Linh Bi. Rồi chất đùi cho em này. Con này cho em váy hoa 69.000 size M nhá. Váy hoa 69k size M, hoa nhí cho em. Váy hoa 69.000 size M này. Có 3 con yếm bò này. Yếm bò sẽ bán rẻ đi. Hôm nay tập 3 con yếm bò đi. Các chị chấm bài cho em rồi nhá. Yếm bò kiểu trơn trơn này. Con này thì mặc kiểu ăn hình cực kỳ luôn. 50 cân quay đầu. Yếm bò 50.000. Dáng trơn cho em nhá. 50 cân quay đầu. Yếm bò 50.000 nha em. Yếm bò 50.000. 50 cân quay đầu. À để yếm bò cho yếm bò này. Cân quay đầu này. Tiếp theo yếm bò 50.000 mã số 2. Mã số 2 50.000. Mã số 2 50.000 yếm bò dạng trơn này. Mã số 2 50.000. Váy mặc hết rồi. Không sao là làm sao? Rồi mã số 3 yếm bò của Vân Anh Nguyễn. Mã số 3 50 cân quay đầu tiếp. Mã số 3 50.000. Mã số 3 50.000. Ai lấy con này chốt cho em này. Váy nó mặc khách lấy rồi. Mã số 3 50.000. Này, tối xinh giá ma luôn. Mã số 3 50.000. Mã 3 của Thu Duyên. Mã 4 này dáng xuông. Mã 4 60.000. Ba cái cuối cùng. Mã số 4 này dáng xuông này. Đó, mã số 4 70.000. Size L cho em này, chất kiểu lò xo nhá. Đây con này hàng thiết kế này. Xinh cực kỳ luôn, mã số 4. Mã số 4 này. Từ từ nhá, lên dần dần nhá, nhiều đồ lắm mọi người. Con này size L này. Size L nhá, xòe giá man luôn. Chốt cho em hoa trắng 70.000. Hoa trắng 70.000 này. Có một đơn ăn nhiên là không nhận hàng cái gì. Đi qua kiểm tra nhé. Qua kiểm tra lại nhé. Mã số 4 70.000. Này, chưa vẫn ốm mà. Không hiểu sao đợt này cứ rất dẹo thôi. Rất dẹo mai không hả? Đây là mã hoa. Ờ mã hoa. Đây là mã số 4 nhầm. Cái này mã hoa cho em Lan 70.000. Chốt mã số 4 đi. Mã 4 của An Nhiên. Bị nhầm mà. Bị nhầm nhưng mà con đấy em có ưng không? Nếu mà ưng thì mặc cho chị. Đó, đơn nào lần sau chị sẽ bớt cho em la à, cho em nhá. Rồi, hai dây hồng 60.000. Hoa trắng của Gen Phạm. 50 cân quay đầu này. Đó. Chốt cho em hai dây này. Hai dây bao nhiêu nhỉ? Con này à, biết được kệ đi. Chốt hai dây 50.000, hai dây của Ngọc Trai này. Tầm 50 cân là đẹp nhá. Đó, hôm nay kiểu người vẫn bị mệt mọi người ạ. Rồi này em cứ rất rẻ thôi, chán thế. Rồi mình nghỉ lai quá nhiều luôn ý. Linh Bi chốt. Linh Bi ở đây. 2 giây Linh Bi. Cái con này là bố em không tả lộ được cái con này. Cái con này mặc kiểu gì? Mặc đấy là gì? Cái kia ngực đứng trước kìa. Bên đường kia rồi. Đấy. Ngực đứng trước đấy. Bên ôi lằng nhằng vãi. Cái nào khó mặc bỏ qua gì hết không bàn đấy. Rồi zoom xanh cho em. Zoom xanh 50 cân đổ lại zoom xanh 70.000. Zoom xanh 70.000 cho em này. Chó mặc thế. Zoom xanh 50 cân đổ lại nhá. Zoom xanh 70.000. Trời ơi em vẫn bị ốm mà chó mặc quá. Hoa đen 89.000. Zoom xanh của Như Quỳnh Nguyễn. 55 cân đổ lại này. 55 cân đổ lại nhé. Hoa đen 89.000. Vẫn bị chóng mặt buồn lôi. Mặc dù là không có chửi. Nó cứ thật dẻo.
Em có một con này rất là xinh. Nhưng mà cái con này mọi người mặc 2 dây vào cho em. Mặc 2 dây cho em, serving rất là đẹp, size L nhá. Kem 70.000. Mình mặc với áo 2 dây bên trong nha em. Con này nếu mà biết mặc thì phối rất là đẹp. Rồi chốt cho em kem 70.000 này. Đó, kem 70.000 này. Xinh ngọt và công nhận. Mộc Miên chốt hoa đen kèm số điện thoại nhá. Không có số thì xin khách chưa ngồi. Rồi size S này. 69K mà số 173 này. Mã 50 cân quay đầu đấy. 50 cân quay đầu, 69K mà số 173. Váy hoa dạng ngắn này. Có dây rút này. 69K mà số 173 này. Đây, con sơ mi kiểu nghịch nghịch cho em này. Cái này sơ mi lú nhá. 60.000 cho em mặc sơ mi oversize 65 cân mình vẫn vừa này. Cái này có lú chứ nhỉ? Có lú nhá. Rồi sơ mi 60.000. Sơ mi 60.000. Một 173 của Linh Hải Linh. Của Trần Thị Thu Trang. Rồi zoom xanh cho em này. Zoom xanh size L nhá. Con này dạng salad cho em. Rồi cho em zoom xanh 70.000 size L. Zoom xanh 70k size L nhá. Cái này dáng zoom cho em này. Zoom xanh 70.000 size L. Zoom xanh 70.000 size L này. Tiếp size L này. 60.000 mà số 72. Size L này. 60.000 mà số 72 này. Bầu bí bông cho em thoải mái cho em. Bầu bí bông trên thoải mái này. 70.000 mà số 113. Dáng hơi baby doll một tí nhá. Mà số 113 70.000 size L trên 113 70.000. New fan chốt mã zoom xanh kèm số điện thoại nhá. Mã 72 của Hương Phạm. Con này đẹp quá chị ơi. 58 cân quay đầu. Cái đoạn này là mọi người buộc eo cho em. May là eo khi chị thích này. Đó. Con này chốt cho em 100.000 nhá. Mà siêu phẩm. SML vừa hết cho em con này. 100.000 chốt cho em mà siêu phẩm. 113 của Sushi. Ôi chóng mặt quá. Ê quá. Rồi 50 cân quay đầu này. 50 cân quay đầu này. Con này đẹp. Chuẩn bị chóng măng quá. 100.000 mà số 154 này. 100.000 mà số 154. Zoom xanh đây nhé. Có người chốt zoom xanh này. Không thấy chốt zoom xanh á. Cái chốt máy kia đi. Máy 72 người xem đi. Siêu phẩm của Zuto Zou. Zuto Zou á. 164 này. 79.000 size L mà số 164 nhá. Con này đẹp. Dáng rộng nhá. 79.000 size L mà số 164 cho em nha. Con này quá thích.
Mai lại đường eo. 54 của Nguyễn Thanh Xuân. Thì mai lại đường eo đi. Mai lại eo đấy, không mai kiểm tra ẩu là thôi đấy. Váy xanh này, con này tầm khoảng 52 cân đổ lại nhá. 79.000 mà số 140. Ừ. 79.000 mã số 140. An Phương. Chị ơi, nhân viên nhà em gọi điện chốt cho chị mấy cái chị ơi. Nhân viên nhà em gọi điện chốt báo cho chị được mấy chiếc. Đó, chứ không bọn em không bao giờ chốt thừa cho khách đâu chị nhá. Hay là tính tiền 3 cái gửi cho chị 4 cái hay như thế nào chị ơi? Tính tiền 3 cái gửi 4 cái như thế nào? Nếu mà thừa thì mình có thể gửi lại cho shop nhá. Con kia vừa đọc của ai? Hôm nào? Chuyện đọc hôm nào đâu á? Hai hai người đó là chốt hàng gì? 147 của Thu Duyên. Rồi xe ép này. Có không chị ơi, nếu mà chị chốt, ví dụ là chị bảo chị chốt 3 cái mà bọn em gửi 4 cái là bọn em sẽ kiểm tra like nhá. Đó thì chân váy bò chốt đa số là có mã số đàng hoàng. Đó, nếu mà không chị nhầm lại cho em đi, chị gửi lại cái chân váy đấy cho em. Bọn em sẽ cho nhân viên xem lại cái like đấy xem là chuẩn chị chốt mấy cái. Thế tao em bảo thế sao lúc nhân viên gọi điện chốt hàng em không thấy chị thắc mắc. Ok, cảm ơn này, đã nhận hàng của chị Lan rồi á. Rồi, size M mã số 135. 70.000. 70.000 mã số 135 này. Con beo hoa chốt á. Này con beo hoa chốt, con beo đẹp thế này. Rồi, chốt cho em yếm đen này. Yếm đen. Yếm đen 65.000. 135 của La La Phạm. Yếm đen 65.000. Yếm đen size M 65.000. Có này size L này. Yếm đen của Lam Vi này. Mọi người được thắc mắc, được quyền thắc mắc mà. Đó. Hàng em ba đổi hết. Mã số 13 này. Mã số 13 này. Con này tầm 53 54 con đổ lại. 89.000 mã số 13 này. Không, ý em là bảo là tại sao không thắc mắc ngay từ đầu ấy. Thì lúc đấy nó giải quyết đơn giấy hơn, tại vì là thường là chốt thì nó sẽ có mã số. Ít khi nhầm lắm. Có thấy Trinh Việt mã số 13 89.000. Con này đẹp. Con này đẹp lắm. Này, cái chân của nó này. Con này chất kiểu chất vải hàng thiết kế nhá. Chị An Phương này có hai chị An Phương tiền theo An Phương nhá, cộng cộng một chị An Phương khách sỉ nữa nhỉ. Kẻ xanh xe mã 13 của Vân Anh Nguyễn, kẻ xanh em bán 59.000. Mọi người được thắc mắc mà. Mã 140 là cái nào? 50.000 này, 50.000 size S kẻ xanh này. 140 là con nào nhỉ? Con đấy chị đọc là 147. Hàng hiệu này. 50 cân đổ lại nhá. Shop ở Sơn La nhá chị nhá. Hàng hiệu 79.000. Hàng hiệu 79.000 cho em. 50 cân đổ lại cho em hàng hiệu 79.000. Kẻ xanh của Thanh Khuyên. Này, con này đẹp cực kỳ nhá. Này. Hàng hiệu 50 cân mặc đẹp, hàng hiệu 79.000. Con khỏe nào. Rồi.
Ủa, quay nhiều chóng mà quay hàng hiệu của FT size L 55 cân đổ lại quay đẹp này. Má điệu nha, má điệu cho em Lan. Má điệu 80.000. Chóng mặt quá, quay đi quay lại chóng mặt quá. Má điệu 80.000 này. Quay lại đẹp cực kỳ này mọi người này. Nhìn này luôn này, nhìn này. Xinh dám man luôn. Hỏa tiết này. Ờ, toàn chốt sau thôi bé ơi. 55 cân quay đầu, chốt cho em má điệu. Má điệu nhá. Váy mặc bán rồi nhá. Em đang live, mọi người đừng gọi điện nhá. Em đang đi lấy váy này, mọi người. Rồi đen size L. Váy vàng. Ô, cảm ơn chị Lan, à Ngọc Lan nhá. Không thấy Thanh Oliver chốt hàng nhá. Size L nhá. Mọi người chốt má điệu kèm số điện thoại nhá. Má số 7189.000. Size L. Con này đẹp. Đẹp thật. Má số 7189.000. Kẻ chị Trinh Trần không? Chốt mã điệu cho số điện thoại nhá. Đấy không, đâu nào là con kẻ xanh nhỉ? Có ai thấy con kẻ xanh không? Đấy. Kẻ xanh là áo mà. Bên này, bên chỗ trắng này cơ mà. Thấy không? Thấy không con kẻ xanh ạ? Ôi, áo mà. Sống mặt quá nhỉ? Yếm hồng 89.000 size L. Có thấy chị Nho xinh. Ờ, chị Vân Anh Nguyễn ơi, nếu mà không biết đẹp hay không thì chị đập một cái thôi nhá. 71 của Gen Phạm. Ai mà không chắc chắn là hàng có đẹp hay không thì chỉ cần đập một cái thôi. Đó. Má điệu không cho số à? Rồi, con này là size L. Mà yếm hồng, trầu cảnh công chương. Nếu mà mình không chắc chắn là hàng có đẹp hay không thì chỉ cần đập một cái cho em thôi. Trầu cảnh công chương. Chị quên tiền. Nói rồi. Đừng nói không nói. Rồi phê quá. Chóng mặt quá. Đấy lại sao. Em chán mọi người. Hôm nay mọi người chốt em chán quá. Hôm nay mọi người chốt em quá chán luôn. Rồi ai lại yếm hồng, chốt yếm hồng này. Yếm hồng 80.000. Con này hàng hiệu nhá. Hàng mango size L này. Mango cho em nhá. Chốt cho em yếm hồng. Yếm hồng cái số điện thoại yếm hồng hàng mango này. Rồi size L này. Cái này là kết hợp với cả áo sơ mi cho em, áo phông cho em này. Chóng mặt quá. Nó nhiều vậy. Rồi chốt cho em 2 giây 70.000. 2 giây hoa nhí này. 70.000 này. 2 giây hoa nhí 70.000 này. Có người chốt đấy đây. Yếm đây. Yếm hồng đây. Rồi size L này. Yếm hồng Gen Phạm. Chốt cho em sơ mi 69.000 size L. Sơ mi 69.000 size L này. Váy thiết kế nhá. Con này buộc eo size L cho em đấy. Thiết kế 2 giây của Loan Hoàng. Loan Hoàng cho số điện thoại nhá. Thiết kế 89.000. Ai lấy thiết kế cho em thiết kế 89.000. Con này size L và có buộc eo. Có buộc eo cho em. Thiết kế 89.000 size L nhá. Có buộc eo. Rồi 50 cân đổ lại này. Zoom này có điều chỉnh dây cho em. Rồi chốt cho em một zoom 60.000. Zoom kèm số điện thoại này. Sơ mi của Châu Nguyễn My. Zoom 60.000.
À để zoom chốt xuống sóng đi. Ờ bán rồi, mày tớ mặt bán rồi. Sen vàng nhá. Sen vàng 79.000 sen màu. Zoom của bé Điệu. Sen vàng 79.000 sen màu. Sen vàng 79.000 sen màu. À để sen vàng cho sen vàng. Hello chị cá mập. Zoom 60 cân không vừa. Sen đen size L. Gen vàng của Nguyễn Mỹ Vân. Gen đen 60.000 size L. Rồi chốt cho em gen đen 60.000 size M. Thế kiểu ai chốt? Đen của La La Phạm. Em bị chóng mặt quá. Rồi con vàng này. Vàng 60.000 size M cho em. Vàng 60k size M này. Vàng 60.000 size M này. Thiết kế gen Phạm này. Chị gen Phạm khách mới mai cọc đơn hàng em mới đi nhá. Gen Phạm mới đơn mình. Gen Phạm á? Thế không thấy người ta chốt à? Chốt 3 lần, 2 lần liền này. Rồi gen hồng này 50 cân đổ lại này. Gen hồng 69.000 nhá. Vàng của Quỳnh Vân 50 cân đổ lại gen hồng 69.000. Đó em thấy chị chốt hoa em cũng gặp luôn. Bực mình thật cái hội này. Mình thấy chị chốt li li ở mấy cái bản này không chốt. Rồi váy đen cổ tim dáng suông nhá. 50 cân đổ lại này. Rồi chốt cho em đen cổ tim 60.000. Đen cổ tim 60.000. Đen cổ tim 60.000. Size L nhá. Gen hồng của Thanh Thảo. Con này váy kiểu kiểu sang luôn đấy. Size L. Váy đỏ 69.000 size L này. Các chị mặc size L chốt cho em nhá. Ôi, chóng mặt quá. Váy đỏ 69.000 size L. Size L cho em. Con này mặc kết hợp một cái đai cho em Lan nhá. Kiểu ngót cái đống kia lên đi. Đứng xô đít em đi. Ôi, trời, chóng mặt quá. Đỏ baby doll này. Kẻ đỏ baby doll size M này. Baby doll 7.000. Đỏ của Trinh Trinh. Bây giờ em nghĩa là em không thấy họ giao thì em phải gọi lại cho họ giúp chị nhé. Là anh ơi anh giao hàng giúp em. Baby Don Nam Vi này. Đỏ đen cổ tim của người chốt rồi đấy. Thấy không? Đen tim của Thu Hằng. Đây á. Con này size M đấy. Con này 40.000. Chốt 40.000 size M nhá. 40.000 size M kèm số điện thoại. Đợi em tí chóng mặt đấy. Váy chị mặc hết rồi, bán rồi. Baby Don của Lan Vi. Đen size XL đấy các chị ơi, hàng hiệu nhá. Chốt cho em mà XL. XL 50.000 này. Cái áo trắng thêu của chị còn đó à, là cái nào? Nếu mà dồn đơn là chị nói dồn đơn là các bạn thấy dồn nhá. XL này. XL cái số lại này. Đợi em một tí nha em trao. Đợi em tí này. 40k của Trinh Chân. Trinh Chan. Cho hủ mất. Đợi em một tí nhá. Ở đang chóng mặt quá. Kia 40.000. Ừ đúng rồi 40.000.
con này con size XL. Rồi như này đi nhờ. Đợi đợi em một tí nào. XL của chị Kim Phượng. Con này bị bẩn mà. Ai lấy thêm bán rẻ nữa thấy không? Nó bị đè màu đó. Đẹp lắm. Size M. Ai lấy thì lấy nhá. Không, chị Gem Phạm Mai không phải check đâu. Khách quen đúng không? Không phải check đâu chị ơi. Áo váy bị đè màu 50.000 cho em. Ê. Có máy làm tóc rồi, tình yêu ơi, máy làm tóc về nhiều kinh khủng nhá. Đó, riêng máy làm tóc nhà em là cái điện của nó vừa phải. Mọi người thấy là cả năm nay em làm tóc xoăn nhưng mà tóc em nó rất là mềm nhá, không bị sơ, nghĩa là do cái máy làm tóc của nhiệt của nó vừa, không nóng đến mức mà làm sơ máy tóc của mình. Máy bán thôi nhá. Này, đó, máy làm tóc về rồi. Thảo Nguyên này, váy bị đè màu Thảo Nguyên này, và máy làm tóc em bao nhá, vừa thấy ra, người ta bán rẻ nhất là 250.000, em thấy chỗ khác bán 350.000. Nhà em bán có 199.000 máy làm tóc. Chuẩn máy nhá. Thảo Nguyên không giàu. Rồi 50.000 cho em váy 2 dây váy kẻ xanh 50.000. Ai mà mai lấy máy làm tóc thì là ai mà lấy là máy làm tóc thì mai chỉ cần báo thêm một cái chiếc máy làm tóc cho em. Em không có livestream máy làm tóc. Rồi, váy kẻ 50.000 này. Rồi, chốt cho em này, sát lách 50.000. Sát lách size L 50.000 này. Ai mà lấy máy làm tóc thì mai cứ báo với nhân viên nhà em ghép đơn cho mọi người là máy làm tóc thì dối lại đâu. Cái váy hồng xanh hồng siêu phẩm rất đây chị. Kẻ xanh của chị Ngân Hà. Rồi, baby doll cho em, size L này. ML vừa 89.000. Baby doll nhá, baby doll kiểu hoa nhí này. Mọi người không chốt là em mặc con này là mọi người hỏi thì em không bán đâu đấy. Em ưng con này cực kỳ. 89.000, dáng baby doll, hoa nhí nhá. Hoa nhí cho em, em ML vừa. Ui, chẳng mặc hết. Rồi, chốt cho em này. Baby doll của Ngọc Lan này. Mà số 1 size S 50.000. Mà số 1 size S 50.000 này. Váy đề màu của ai? Thảo Nguyên. Thảo Nguyên rồi. Rồi một con baby doll tiếp chất thô size L. Rốt trên má to nhá, 70.000. Má to 70.000 này. Mai nhanh chóng mặt quá. Má to 70.000 này. Ủa, chóng mặt thích à. Mã 1 của Loan Hoàng. Yếm này, yếm 70.000 size M. Ui. Buồn ngủ quá. Đau quá, bị uống thuốc ngủ. Yếm 70.000 cho em. Yếm chốt lại yếm 70.000 này. Ai mà to chốt mà to nhé. Rồi đen 50 cân đổ lại này. Đen 60.000. Đen 60.000, 50 cân đổ lại. Yếm chốt chưa? Yếm của Nguyễn Mỹ Vân. Rồi con này chốt cho em mã đen này. Đen nhá. Không có số xin số đi mai. Nguyễn Mỹ Vân cho lại số điện thoại nhá. Không nói to được bé ơi. Ăn ốm nên là không nói to được.
váy đỏ đen của Phương Nguyễn, váy đỏ size M 50.000, váy đỏ nhá, dáng baby doll tay pha gen này, váy đỏ size M 50.000. Không lấy to được đâu, đang ốm mà. Hai dây đen size S 50.000, hai dây đen size S 50.000 này. Đỏ size L này, size L nhá, đỏ rút eo size L 60.000, đỏ rút eo size L 60k này. Đỏ rút eo nhá, size L 60.000 qua đầu gối cho em. Được ạ. Ờ, chị Phạm Thành Hương này, chị Phạm Thành Hương lấy máy làm tóc, chị nhắn tin cho em nhé, là cho chị một máy làm tóc kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em này. Mà to người chốt mà. Như Nguyễn này. Ở trên Milan hay em đi. Rồi xanh tham này, 53 con đổ lại chốt xem, xanh tham 69.000, xanh tham 69.000, xanh tham 69.000 nhá. Ai đấy xanh tham chốt xanh tham 69.000, xanh tham 69.000. Năm mươi lăm cân đổ lại này, 55 cân đổ lại mà số 170k. À, máy làm tóc tí cho mọi người xem. 55 cân đổ lại chốt cho em mã số 1. Mã số 170.000. Mã số 170.000. Xanh than của Thảo Nguyên. Kẻ baby doll cho em này. Kẻ baby doll nhá. Size M. Kẻ baby doll 65.000. Kẻ baby doll 65k. Kẻ baby doll của Lan Vi. Rồi bi đen size M 60.000. Đây em đi lấy đồ. Len thì phải 1-2 người nhá. Bi đen 60.000 size M cho em. Bi đen tay lớn này, 60.000 size M. Thế không thấy máy 32 người xem người chốt à? Kẻ đỏ size L 89.000. Em ốm nên em đọc hơi nhỏ nên mọi người thông cảm với em nhé. Rồi chốt cho em mã đỏ này. Kẻ đỏ 89.000 size L. Đỏ size L 80.000. Bi đen của Ngọc Lan. Đỏ size L 80.000. Rồi chị cứ chốt đi, sẽ ưu tiên chốt cho chị nhé. 50 cân đổ lại này, không phải bé. 52 cân đổ lại chốt gen đen 8.000.
Ren đen 80.000. Ai ren đen cho xem ren đen 80k. Này, xinh nhá. Kẻ đỏ của Như Nguyễn, ren đen 80.000. 2 dây bằng lụa nhá. Hàng thiết kế cho em. 2 dây 90.000. Ren đen của Ngân Hà. 2 dây 90.000. Con này cực phẩm luôn. Cho em 2 dây đen này, 55 cân quay đầu nhá. Đẹp lắm, có bộ eo này. Bằng lụa cho em. Nhưng mà lụa là hàng hiếm nhá, hàng xịn xò mọi người. Cho em 2 dây đen. 2 dây đen 90.000. Nóng quá. Rồi, con này 55 cân quay đầu này. Cánh rơi 79.000. 2 dây của Như Phan. Cánh rơi 79.000. Cánh rơi 79.000 này. Như Phan được chiếc nào chưa? Chị Lan Ngọc cho em số điện thoại đi, nhường đơn này. Con này size L cho em này. Cho em hàng thiết kế 70.000 này. Hàng thiết kế 70.000 nhá. Hàng thiết kế 70.000 cho em. Cái thân của nó màu xanh. Hàng thiết kế 70.000 này. Hàng thiết kế 70.000. Thiết kế của Dung Chân. Dung Chân cho số điện thoại nhá. Bi đen này, 50 cân đổ lại nhá, 52 cân đổ lại. Chốt cho em bi đen này, 79.000. Bi đen 79.000 nha em. Ôi đồ quá. Bi đen của Ái Phương Bùi, 50 cân đổ lại này. Chốt cho em đen trắng 70.000. Đen trắng 70.000. Ủa em đau đầu quá. Đen trắng 70.000. Yên nha. Bỏ cái lên đi. Để nó không được. Để chị tiếp nhét lên cho em nhỉ. Đen trắng nhá. Thiết kế đó là đi. Thì nhất luôn mà đi không nhắm. Rồi đen size L này. Đen size L 60.000. Đen size L này. Đen size L 60.000 này. Thế đẹp nhỉ. Thôi đỏ quá. Đen size L 60.000. Rồi hoa này. Hoa 50 cân đổ lại. Đen size L của chị Như Phan. Hoa 79.000 cho em. Hoa 79.000. Em chốt hai mảnh nhá. Hoa 79.000 này. Mọi người bên 26 người xem, mọi người phải chốt nhanh lên. Mọi người à. Mọi người chốt bên này chốt chậm quá đấy. Đen 60. Ừ, mọi người bên này chốt chậm quá. Đưa bên kia người ta chốt nhanh hơn đi. Rồi bi này. Bi size M này, 90.000 nha. Rồi blue vậy. Bi size M này. Ai phải bi cho bi cho em. Bi size M này. Em lai được tầm khoảng 2 phút rồi. Bi ra kìa. 90.000. Chúng ta xem. Hoa của Lê Lê Ngọc Ngọc Linh. Rồi hoa đỏ size S cho em. Hoa đỏ size S nha.
Ti của chị Hoài Tít. Hoa đỏ size S 50.000. Chốt đi mai vào sau. Hoa đỏ của Ái Phương Bùi. Con này 52 cân đổ lại. Mã số 180.000. Mã số 180.000. Mã số 180.000 em. Này. 53 cân đổ lại. 100.000 mã số 2. 100.000 mã số 2 cho em. Ai lấy mã số 2 chốt cho em mã số 2 100.000. Mã 1 của Hồng Hương Mộc Lan. Rồi một con HM size 36 nhé, 50 cân đổ lại. HM 69.000 size 36. HM nhé, size 36 này. HM size 36 này. Rồi Uyên lấy đi. Của An Nhiên. Em ngồi live mới nhá, tại đang mệt quá. Đạp xe. Đang live mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Nhận được tiền nhá. Đang live rồi ơi, khổ lắm á. 415.000. Thế đầm lên. Về á. Không 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 nhặt 15.000. Lấy bao tiền? 100.000 còn bỏ 15.000 lại. Đấy. Về chia mỗi thằng được 3 thằng mỗi được 103. Rồi về kem cho em này. Nợ ra 20.000. Kem size M này. Sợ. Cả thành đứt 3 điểm nào. Hả? Thôi để con like nó mẹ ơi, con xin mẹ đấy. 2 dây kem 50.000 này. 2 dây kem size M 50.000 này. Cánh rơi 70.000 này. Cánh rơi 70.000 nhá. Ai lấy cánh rơi chốt cánh rơi 70.000. Cánh rơi size M 70.000. Cánh rơi size M 70.000 này. Mã số 3 100.000 này. Mã số 3 100.000 này. Mã số 3 rơi 100.000 nhá. Dung cho số điện thoại nhá. Phạm Thị Ngọc Hùng Ly có đơn này. À, cho số này. Mã kem của Phạm Thị Ngọc Ly. Rồi size L này. Size L này. Mã 3 của Phạm Thị Ngọc Ly. 52 cân quay đầu nhá. Chốt cho em váy suông 60.000. Váy suông 60.000. Mai vừa mới hết tay. Dung cho số điện thoại nhá. Lấy mã cánh rơi. Rồi size S này. Chốt xem mã số 5 nhá. Size S mã số 5 69.000. Size S mã số 5 69.000. Váy suông của Hoàng Vy Xuân. Năm.
Yến bò size L. Yến bò size L 60.000 nhá. Yến bò size L 60.000. Ông ngoài kia vừa xong họ bật điện này. Dung Dung có chốt má cánh rơi không ạ? Còn má mã vừa xong là mã gì nhỉ? Chốt cho người khác rồi nhá. Năm anh Tớn kìa. Rất đống này là nhầm. Rồi theo cho em này 100.000 nhá. Theo set 100.000. Theo set 100.000. Cho em 2 giây chốt cho người khác rồi thì rung rung nhá. Rồi size L này, chốt cho em mà xám 70.000. Theo của bé Điệu. Size L mà xám 70.000 nhá. Size L mà xám 70.000. Thôi mẹ mất thôi. Rồi zoom này. Zoom nhá. Zoom size M cho em. Cái này mọi người rút dây vào cho em, không không hơi dài này. Zoom 60.000 nhá. Zoom chất vải hàng đẹp này. Rút dây vào cho em. Zoom size M 60.000. Em mặc hết rồi chị ơi. Rồi váy xanh 60.000 cho em. Zoom của Phương Thảo. Phương Thảo cho số điện thoại nha. Rồi chốt cho em xanh này. Xanh size M 60.000. Xanh size M 60.000 này. Váy hồng nhá, 50 cân đổ lại váy hồng 69k. Váy hồng 69.000. 50 cân đổ lại chốt cho em váy hồng 69.000. Váy hồng 69.000. Phương Thảo cho số điện thoại nhá. Nguyễn Nhung. Nhầm nhá, mã xanh của Hải Đường. Rồi, 50 cân quay đầu này. Nhá. Chỗ cho em mã đẹp 80.000. 50 cân thôi. Má đẹp của chị Hoài Tít. Không ơi. Hôm nay em live stream kiểu hơi giật dẹo một tí, mọi người thông cảm nhé, đang mệt. Rồi con này chốt cho em 60.000. Size M 60k. Tầm 52 cân đổ lại. Chốt cho em 60.000 size M. Cẩn thận nhầm nhé. Mạng á. Rồi cái này chốt cho em này. 100.000 nhá, siêu phẩm. Siêu phẩm size M 100.000.
siêu phẩm size M 100.000. Nhìn cái này đẹp. Mã số 2 size S này. Siêu phẩm của Hiếu Trần. Mã số 2 size S 80.000. Con này đẹp. Mã số 2 size S 80.000. Váy kẻ size M 80.000. Con này đẹp lắm. Váy kẻ size M 80.000. Cái kẻ xay mờ 8.000. Kẻ của chị Hoài Tiếp. Yếm bò nhá. Yếm bò này tầm khoảng 52 cân đổ lại. Yếm bò 70.000 cho em. 32 của Á Trương Bùi. Yếm bò này. Yếm bò 70.000 nhá. Size M này. 50 cân đổ lại chốt cho em váy vàng 60.000. Váy vàng 60.000 nhá, 50 cân đổi lại. Yếm của Phương Nguyễn. Rồi áo 80.000 cho em nhé. Áo size L đấy. Áo 80.000. Rồi 80.000 cho em. Thôi xem con này 80.000. Size L mình có thể mặc vừa nhé. Rồi trắng size L này 69.000. Trắng size L. Mẹ ơi tí ấy đi ồn lắm. Đang nói đi xong. Trắng size M nhá 69.000. Đây size L 60.000. Mẹ ơi gọi thằng Đức xong đây đi về luôn. Cho nó ngủ đây nhá. Rồi kẻ 60.000 cho em. Kẻ size M 60.000. Kẻ size M 60k này. Kẻ size M 60.000 nhá. Rồi này size L 70.000 cho em. 70.000 size L. 70.000 size L này. Chốt cho em 70.000. Chế vai được nhá. 70.000 size L chế vai được. Kẻ của Phương Nguyễn. Size S thôi. Này đẹp cực kỳ luôn. Con này chốt cho em mà kem 70.000. Kem size S 70.000. Kem size S 70.000. Kem size S 70.000. Cái này mà gì đấy? 70 size L của không
chút sai mã 70 thôi. Mã kem của Trịnh Loan. Cái này là 70 size L nhá. Cái này size L này. À đằng này cho xem size L cái cuốn này. Đỏ 6000 size S nhá. Đỏ 60k size S. Đỏ 6000 size S. 70k size L của Phương Thảo. Đỏ 6000 size S. Rồi. Cho xem mã số 160 size M. Mẹ ơi gọi Đức sang đây cho con nhá. Mã số 160. Mã số 160. Đỏ của anh Tớn. Yến này, 50 cân đổ lại yến cho em 60.000 nhá. Yến 60.000 nhá. Năm mươi cân đổ lại cho em yến 60.000. Trời ơi em bảo cái thằng đấy nó bị điên à. Nó chỉ có Phương Quyết Thắng thôi, không có Phương Quyết Thâm. Đứa nào bảo với em là không có Phương Quyết Tâm. Bảo nó gọi cho chị. Yếm của Lan Ngọc. Quyết Thắng là ở bên cục. Biêu cục rồi đấy cũng là Quyết Tâm mà. Quyết Thắng tít trên kia cơ mà. Bảo cái thằng Biêu Tà đấy bị điên hay sao ấy. Yếm bỏ hải đường này. Ở cái thằng Biêu Tà đấy bị điên nè. Yếm của chị Lan Ngọc nhầm nhá. Có người sai lờ này. Cho chị mà theo 6.000. Chị toàn chốt sau rồi chị Hoài Tích. Sai lờ. Sai lờ này 6.000 cho chị mà theo này. Cái thằng bên biêu cục của em nó bảo là không có Phương Quyết Tâm hay là như thế nào. Bảo nó bị đơ à. Theo này. Cái thằng này nó bị đơ à. Theo của Giao Thu. Rồi mọi người anh nghỉ nhá. Em mệt quá rồi. Nghỉ nhá mọi người nhá. Ok này. Mọi người anh nghỉ nhá. Rồi đỏ đầu tiên luôn, đỏ thứ hai. Đỏ đầu tiên hơi bo eo đúng không? Mọi người anh nghỉ nhá. Mai lại tiếp. Bây giờ mệt lắm rồi. Tuần này sức khỏe em hơi yếu một tí. Bye bye.